nếu các bạn muốn mua Game Pass và Robux giá rẻ, mọi Game Pass đều có trong nhậtnhơi.com, kể cả có cày thuê Anime Fighter Simulator cực kỳ chiến anh em à. Và nếu anh em muốn thắc mắc gì hãy nhấn ở đây và bắt đầu chat với Nhật Ngày Hay nha. Ok, và chúng ta bắt đầu video nào. Let's go. Xin chào tất cả các anh em đến kênh của mình Dân Cày TV, và nó sẽ chết từ game Anime Fighter Simulator anh em à. Thì hôm nay chúng ta sẽ nói về cái chương trình là tại sao các anh em lại bị ban, mà trong khi đó các anh em không quay passive của cái gọi là cái phần bên đây. Đó, lý do tại sao bị ban đúng không? Tự nhiên cái mình đã quay device, thì cái device bị lỗi trên cái hiển thị, là tự nhiên cái nó hiển thị là kiểu cái time trial sát á, để mở được một cái passive mới ấy. Thì tại sao mà các bạn không cần quay, các bạn chưa sử dụng nó mà các bạn bị ban? Thì nguyên do cũng rất là đơn giản thôi, thì tại vì anh em mà nào mà dùng kiểu bây giờ là có bộ chức năng mới của device như thế này, là khi dụ đi các bạn quay con Dragon King của mình đi, mình quay ở map cuối cùng là cái map Skulker Impact, là cái shot nó là cái shot này nha anh em, lưu ý sát là sẽ có Sockener nha. Đó, thì bây giờ nếu mình bỏ vô á thì nó sẽ là Sockener luôn. Chừng nào mà các bạn mà kiểu các bạn đi quay ở map 31 chẳng hạn, mà các bạn quay ra thì cái passive để dùng cái shot để dùng nó quay passive con đi ba, các bạn sẽ ở dùng map 32 không nha. Đó, thì cứ quay map nào là dùng map đó thôi. Thì do đó admin chỉ cần lấy nhẹ thôi anh em ạ, chỉ cần chia ra thôi. Thí dụ bây giờ dù có một vài bạn dùng những cái con device này đúng không, những device này các bạn đi quay trứng, và tình cờ nha, nếu các bạn hack á, tình cờ nha, các bạn vừa quay trứng vừa kiểu vừa đi trial ấy, như các bạn hack đó đó, ừ, thì các bạn vừa đi trial vừa đi mở trứng, thì trong trường hợp mà vừa đi trial á, đang trên đường trial mà tự nhiên cái bở trứng cái đùng ra device, thì lúc đó nếu nha các bạn mà tham lam thì các bạn giữ lại, bạn đi quay passive ngon. Còn các bạn mà xóa đi thì sẽ không có sao hết. Ấy, thì chúc mừng cho các bạn đã xóa đi cái đó ha. Thì tại vì nếu mà xóa đi á thì admin sẽ không chi cứu cái đó, admin sẽ kiểu là chi cứu những người đã dùng con đó quay passive hoặc là yên con đó chổng. Tại con đó là kiểu là có một cái chỉ số đó riêng biệt anh em ạ. Ấy, cứ bỏ chổng là bị thôi, chứ không có cần nhiều đâu anh em. Hả? Cũng rất đơn giản ha. Thì đó là lý tại sao anh em thấy số lượng người chơi của anh em Fighter giảm một cách chột ngột, nhưng mà cái lượt treo thì không hề giảm ấy, nó ngồi vậy đó anh em à. Rồi thì chúng ta sẽ đến tiếp theo là khi nào hết ban ngày. Đây là vấn đề rất là quan trọng và chúng ta không thể nào xin admin gỡ ban được. Vì tại sao? Thì nếu mà các bạn tính đi không chỉ mình các bạn hát đâu, mà có hàng ngàn hoặc là 10.000 người hát, thì nếu 10.000 người hát đó đi xin admin thì liệu anh sẽ cho một người, hai người, năm người đó? Thì nói chung admin cho hay không là chuyện của admin, nhưng mà nếu mà chừng nào hết ban cái đó đó thì cái đó hình như cái dấu hiệu anh em à, hình như là quýnh không đam đúng không, quýnh không biết là quýnh không đam hoặc là quay ra tàn common đúng không nè. Ủa cái gì ơi 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 à, em biết là hình như là các bạn phải quay ra tàn common đúng không. Thì mình thấy cái này thì hôm trước có một bạn trong lúc mình bị, sau đó thì cái nick đó nó vẫn giữ lại nha, bạn nó vẫn giữ lại khoảng bị hồi đợt update 15, cái lúc mà như là nó cho cái defense token ấy, cho các bạn hack defense token ấy, nhớ không? Nó các bạn có thể bung được 9999 defense token hay sao á, là quá trời lúc luôn á. Lúc đó là cái lúc thường còn thịnh hành nha, không có super lúc nha anh em, không có super drop, cũng không có super accept. Lúc đó là có accept lúc trên yên là hình thành nhất đó, và lại bút đam nữa đấy. Thì do đó do đó thì từ update 15 hình như là khoảng 6 đến 7 update là sẽ in ban nha, có nghĩa là tha thứ ấy. Còn cái các bạn mà bị ban lần hai mình không biết, thì cái đó là bị ban lần đầu, là lần đầu bạn đó dùng cái đó, kiểu là trong thời gian mà cái bạn kia bạn dùng á thì không bị ban, xong rồi bạn đó bị ham lam ấy, cũng giống như hồi đợt này nè, đó tham lam xong rồi bị cái đùng cái rồi tới update 21 mới trở lại được luôn, là khoảng 6-7 update. Thì nếu mà anh em bỏ 6-7 update đó thì sẽ rất là khó quay lại với Anime Fighter luôn, nhưng mà không có gì không thể cả. Nếu các bạn bị 6-7 update á
quá chuyện bình thường đi. Tại vì bây giờ chúng ta không thể nào đo cái playtime này một cách gọi là so với pro nữa. Bây giờ các bạn để ý, có vài bạn chỉ cày có 120 tiếng thôi mà DBC 200N là chuyện rất là bình thường. Tại sao? Tại vì hồi đó, hồi lúc mà update mà lúc mà còn khoảng 15 là vẫn, hình như là update nào đó là vẫn không có event X5 này nọ nha, là vẫn bình thường, không có event X5. Hình như là mỗi tuần chỉ có event X2 yên thôi. Đó, rất là nghèo nàn. Và bây giờ thì khác rồi, bây giờ là X5, X6 lùm làm không nhớ nữa. Đấy, bây giờ là nó sẽ rất là khác. Nên chúng ta không thể nào quy định là playtime càng nhiều là càng pro được. Phải tùy vào tình huống nữa. Ví dụ các bạn playtime 2000 đi. Ví dụ cái app này là 2000 playtime, là cái thời gian chơi là 2000 tiếng, thì bạn nó bỏ bá đét thì vẫn là 2000 tiếng. Nhưng mà cái app mà kể từ đầu mà cây bá đét á lại hơn app này thì sao? Đó, bởi vậy các bạn không thể nào so sánh cái playtime được. Mất 6-7 update không phải vậy thôi. 6-7 update thì các bạn cứ cày đi, cày có khi còn hơn mình nữa đấy. Thật, tại các bạn bỏ 6-7 update á, có khi bạn ngồi bạn treo thì mình đó, mình ngồi mình cày sao đó, mình đi dung dình nè. Tại vì hồi nãy mất dung dình đâu, hẹn này cần đi dung dình thôi để kiếm cái passive token, thì quay được cái đi dình 3 mình giữ lại cũng được, là level 1352 nè, được 5 level. Cái này thì mình nói được ace là luôn đánh được cái Ritter hit là toàn chí mạng, còn như là passive cùi mà, thấy không, cùi mà có gì ngon ở đó. Đây mới đi luôn. Rồi thì nói về phủ ban biết thế thôi, thì chúng ta chuẩn bị event cũng rất đơn giản thôi. Thì hiện tại vẫn chưa có cái phát event, nên là bây giờ mình, các bạn hãy chuẩn bị cho mình khoảng 14k sát là được. Chữ yên đó nha, đừng dùng gì hết, đừng dùng gì hết, mình khuyên các bạn luôn á, đừng bao giờ dùng. Tại vì đợi đó, chừng nào khi ra cái boost gì thì nếu mà mình kêu bạn mua hay bạn mua, lại mua cái đó thì có lợi cho các bạn thôi. Và cái shiny boost này á có ít, rất là ít cách kiếm nha. Và mình đã biết cách kiếm được cái shiny boost này cũng rất là bất ngờ, là trong trực tình cờ mà đi dung dịnh ấy mới nãy luôn. Là mình được cái shiny boost này anh em à. Uầy, vậy là cái shiny boost chúng ta không cần nhập code nữa, chúng ta vẫn có thể kiếm được bằng cái dung dịnh nha anh em. Dung dịnh có thể kiếm được cái vé kiểu illumination nè, dung dịnh cũng có thể kiếm được dung dịnh token nếu anh em hên nha. Thì do đó anh em hãy đi dung dịnh liều vô nếu có cơ hội nha, đừng có bỏ lỡ dung dịnh. Dung dịnh kiếm được shiny boost, mình chưa thấy dung dịnh có thể kiếm được cái sát tham theo ở sát, nhưng mà mình thấy là kiếm được rất khá nhiều thứ á. Và những cái thứ phát mình này, có một video nào đó mình sẽ giải thích sau. Mình biết cái phát mình này sẽ có tác dụng gì luôn á, tại vì mình đã từng trải nghiệm, admin đã làm gì rồi, thấy không? Kiểu là cái phát mình này là một điều kiện rất đặc biệt luôn, khá là ngon. Ok rồi, thì bây giờ chúng ta hãy kết thúc video tại đây thôi. Nhưng trước khi kết thúc video, mình nói cho anh em trước là bây giờ mình có một cái tập ảnh thì admin đã đăng từ khoảng ngày 9, tức là khoảng 5 ngày trước. Nhưng mà mình thấy cái này giống như soi nước anh em ở đại tập ảnh này đây. Thì mình nghĩ là có khi admin sẽ up cho mình là anime Sonic đó. Thì mình nghĩ thôi nha, đó là cảm nghĩ của mình. Thì tại vì admin now, na, cái chữ gì nè, cái chữ new update updating đó anh em, thấy không? New update update is looking đó. Là gì ta? Update mới của anime đang xem, đang nhìn, gọi là vậy đi, mình tạm dịch là vậy. Tức nghĩa là những cái con đằng sau lưng nó sẽ là biểu tượng của anime, gọi là cái trò chơi là Sonic anime. Anime Sonic thì là một con cáo xanh có thể có cáo điện, có thể chạy được rất là nhanh anh em ạ, mà tia chớp xanh nha, không phải tia vàng. Đấy, đó là cái update. Mình thấy là admin vẫn chưa có động thái vì về Sonic Back, nhưng mà mình đoán là nếu mà tỷ lệ ra cái Sonic rất là cao. Anh em biết Sonic đúng không? Đó nhân vật huyền thoại rồi, chắc chắn anh sẽ biết. Rồi thì đó là toàn bộ ngày hôm nay rồi, tại vì video cũng rất là dài. Và cảm ơn em đã đón xem video này nha. Và nếu anh em thích mình làm tụi game gì hãy comment bên dưới nha. Và nghĩa là anh em thích video này hãy comment bên dưới và đăng ký kênh giúp mình để ủng hộ mình. Ok, giờ thì bye bye. Chúc anh em có một ngày vui vẻ nha.